Các bạn, trong phân khúc khoảng trên dưới 1 triệu thì chúng ta có được một chiếc camera IE Smart Dash. Hàng này là hàng Trung Quốc, sản xuất tại Thượng Hải của Trung Quốc. Và đây, đây là hộp của nó thì nó sẽ có một camera. Rồi, cũng khá là ok. Một camera này, trong hộp thì nó sẽ có dây cáp, miếng dán, cái đế đế dán của cái camera này. Cái này nó dùng keo 3M. Rồi, cái này là cái tẩu sạc của cái nguồn của camera. Thì thấy trên mạng thì anh em cũng đánh giá rất là cao cái sản phẩm này, thì mình cũng muốn test thử là cái chất lượng của bộ sản phẩm này như thế nào. Giờ này chúng ta cùng thao tác lắp lên, rồi chúng ta sẽ đi một vài vòng và chúng ta sẽ coi là cái chất lượng hình ảnh của nó như thế nào các bạn nhé. Đây là cái camera mình vừa gắn lên kính lái, và bây giờ mình sẽ cùng xem qua cái chức năng cơ bản của cái camera này. Đầu tiên nó là cái chức năng cài đặt cái độ phân giải của cái video. Nó có là 1280 nhân cho 720 30p. Này là 1080 30p, 1080 60p và 1296 30p. Thì mình sẽ chọn cái chế độ là 1080 60p thì nó sẽ cho cái chất lượng hình ảnh cao nhất. Và đây là cái mic on hoặc là off. Đó, mình chọn on. Còn cái này là cái sinh sơn là cái khóa cái video để mà nó không cho ghi đè lên đó, thì mình chọn cái thấp nhất low, để khi ví dụ như mình nếu mình chọn cái chế độ mà cao quá thì khi mà đi qua những cái gờ giảm xóc thì mà nó vẫn khóa video thì cái bộ nhớ của mình không có đủ đó. Thì mình chọn cái thấp nhất là được rồi. Cái này là cái độ sáng của màn hình, thì mình đang để cái chế độ là keep on là luôn sáng. Còn nếu mình chỉnh thì có thể là 1 phút, 5 phút, 10 phút. Nhưng mà thì mình cứ để luôn sáng đi cho nó vui con mắt. À, cái này là cảnh báo va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Thì mình cũng tắt cái chức năng này, tại vì cái camera này thì nó có nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không được tốt lắm. Với lại khi mà ví dụ như khi mà các bạn thấy nè, khi mà mình chọn vào cái này đó thì cái chế độ của cái hình ảnh nó sẽ giảm liền xuống là 1080 80 30 thôi. Cho nên khi mình tắt cái này đi đó. Trở lại thiết lập là mình cho cái này lên 60 rồi. Ok, cái này là wifi, wifi để mình kết nối với điện thoại để mà mình xem video và download cái video xuống điện thoại. Rồi, chức năng tiếp theo đó là cái thẻ nhớ SD. Cái chức năng này là coi như là mình dùng để format cái thẻ nhớ cho nó tương thích với lại cái camera. Còn cái factory reset này là cái này là mình bấm vào cái này thì nó sẽ trở lại tất cả những cái cài đặt ban đầu trong cái lúc mà nó xuất xưởng. Cái này là cái dead time, cái này thì cũng không cần chỉnh bằng tay đâu, khi mà mình kết nối với điện thoại thì nó sẽ tự động cập nhật ngày và giờ các bạn nhé. Rồi, cái này là nó hiển thị cái thời gian lên trên cái màn hình của cái camera mình đang bật là on. Cái này là cái âm thanh tắt và mở nguồn. Cái này là cái tiếng mà tít tít đấy, tít tít mà mới bấm nghe nó cũng hay hay cho nên mình cũng để. Đây là driving cái report. Rồi, cái này là những cái thông báo. Còn cái about này là giống như là về cái thông tin của cái sản phẩm này thì cũng không cần thiết đâu. Rồi, thì bây giờ mình trở lại này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chạy thử một vòng cho các bạn xem cái chất lượng thực tế của cái camera này nó cho ra cái hình ảnh như thế nào. Mình sẽ lấy cái hình ảnh từ cái camera này up lên clip cho các bạn coi luôn là cái hình ảnh thực tế của cái camera này nó sẽ cho ra cái hình ảnh như thế nào. Rồi chúng ta cùng let's go này. Rồi mình nói lại, tại vì cái máy lạnh nó hơi ồn.
Rồi, chúng ta sẽ cùng đi thử một vòng xem là cái chất lượng từ cái hình ảnh từ cái camera này nó sẽ cho ra như thế nào. Cho cái camera hành trình trong cái giá là trên dưới 1 triệu. Đây là cầu vượt tỉnh lộ 10B. Xác biển số hơn, tại vì nhiều khi cái đèn biển số nó chói nó làm cho cái cam nó sẽ không thể rõ được. Đây là chiếc xe máy biển số 61H1-03245. Và đây là tới đường vô cái nhà mình, cái khu chung cư này, khu căn hộ. Thì chúng ta sẽ coi lại và so sánh cái hình ảnh mà lúc sáng chúng ta vừa thấy là ban ngày. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái hình ảnh của camera cho ra lúc ban đêm thì nó sẽ như thế nào. Ok các bạn nhé.